Xin chào cả nhà có khỏe không? Hôm nay thì Huyền sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm mới, một trợ thủ đắc lực cho mọi người mà gia đình nào cũng nên có một hũ ở trong nhà vào những cái ngày mà thời tiết thay đổi này, hoặc là khi mà chúng ta muốn nâng cao sức khỏe ấy, thì mọi người cũng biết rồi đấy, mật ong mắc và nhân sâm là hai cái loại thần dược cho sức khỏe cũng như là sắc đẹp của chúng ta. Và khi mà mình kết hợp hai cái thần dược đó với nhau ấy, thì sẽ tạo nên một cái sản phẩm hoàn hảo giúp cho bạn khỏe mạnh từ bên trong và tươi đẹp từ bên ngoài. Và sản phẩm này á là được kết hợp từ nhân sâm tươi cắt lá 6 năm tuổi bạn nhé, và mật ong nguyên chất. Đó, thì cái sản phẩm này sẽ có rất là nhiều công dụng, ví dụ như là bồi bổ sức khỏe này, tăng cường miễn dịch, nâng cao thể lực, rồi là làm đẹp da, chống lão hóa, kéo dài tuổi thanh xuân ấy. Và những bạn nào mà ăn không ngon miệng như Huyền chẳng hạn thì nhất định là phải có một cái hộp này trong nhà nhé, bởi vì sản phẩm này sẽ giúp các bạn ăn ngon miệng và cân bằng huyết áp, cũng như là cải thiện cái chức năng gan thận. Còn rất là nhiều những cái tác dụng của cái sản phẩm này, trong một cái hộp bé nhỏ thế này thôi mà rất nhiều tác dụng, thì các bạn hãy mua về và uống thử để biết được rõ công dụng, tất cả những công dụng của nó nhé.